Đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Đây là một mẫu đèn laser quét tia chiếu hình 7 màu rất là đẹp. Đèn phù hợp cho những không gian nhạc sôi động như quán bar, vũ trường, quán bia club, những cái sân khấu, cây nhạc DJ. Hiện tại mình đang để đèn ở chế độ quét qua những cái tia beam rất là sắc nét. Đèn này phù hợp cho những không gian từ 30 đến 70 mét vuông. Mọi người có thể mua kinh doanh hoặc có thể mua để trang trí vui chơi tại nhà cũng rất là đẹp. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang sử dụng đó là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.